quay trở lại với khéo tay TH. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ làm một món khoai tây viên chiên. Nguyên liệu của mình gồm có là 3 củ khoai tây, 1 củ hành tây, 2 quả trứng, hành ngò và 200g thịt bằm. Và bây giờ thì mình sẽ bào khoai tây ra nhé. Củ hành tây thì mình cũng bào luôn như khoai tây nhé các bạn. Và khoai tây bào xong thì nó sẽ bị có nước, thì chúng ta vắt nước, vắt cho hết nước đi nha các bạn. Và mình sẽ nêm gia vị nhé, cho một ít lửa mỗng canh bột lên. Lửa mỗng canh bột ngọt. Lửa mỗng canh muối. Mình bắt đầu ngoài kia. Mình rắc một chút tiêu lên cho thơm. Thank you.
đây mình đã lặn xong. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi Khéo Tay TH có video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chúc các bạn thành công với món khoai tây viên chiên. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.